Trong số những câu lạc bộ bóng đá đều có những con số mang tính biểu tượng. Ở Manchester United, dù đã trải qua nhiều đời huấn luyện viên và cầu thủ, có một không thay đổi đó là chiếc áo số 7 huyền thoại, con số đặc biệt so với những con số hiện tại. Cách đây 14 năm vào mùa hè năm 2009, Cristiano Ronaldo ra đi và để lại chiếc áo số 7. Trong thời gian đó đã có rất nhiều cầu thủ đã đến và mặc chiếc áo này nhưng hầu hết đều không vừa vặn. Hôm nay hãy cùng với Việt Anh Football tìm hiểu những cầu thủ khoác chiếc áo số 7 sau khi Ronaldo chuyển đến Real Madrid. Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Michael Owen. Sau khi chia tay Ronaldo vào mùa hè năm 2009, thì Owen được chính Sir Alex trao chiếc áo số 7. Ở thời điểm đó anh cùng với đội bóng Newcastle United phải xuống chơi tại giải hạng nhất. Sir Alex tin rằng, dù phong độ có đi xuống thì đẳng cấp của thần đồng bóng đá Anh một thời thì vẫn còn đó. Người ta nói rằng đây là một bước đi mạo hiểm của chiến lược gia người Scotland. Vì mọi người đã thấy trong màu áo Newcastle, thì Owen đã đánh mất phong độ đỉnh cao của anh kể từ khi tiền đạo này chuyển đến chơi cho Real Madrid. Những chấn thương liên tục hoành hành khiến anh đánh mất phong độ để rồi anh chuyển đến chơi cho Newcastle để cứu vãn sự nghiệp ở kênh trắng. Có lẽ người hâm mộ đã đúng sau 3 mùa bóng chơi tại Old Trafford, anh chưa bao giờ được coi là con hàng chất lượng trên hàng công. Tiền đạo người Anh phải ngồi trên băng ghế dự bị, anh chỉ có 31 trận ghi được 5 bàn thắng tại Premier League sau 3 mùa bóng chơi cho Man United. Điều người hâm mộ Man United nhớ về anh là bàn thắng ở phút 90+6 để đem về chiến thắng 4-3 đầy nghẹt thở trước Man City. Nhiều người có thể mỉa mai quyết định về Owen khi anh chơi cho Man United và Liverpool, nhưng đều không thể phủ nhận được khi chuyển đến chơi cho Quỷ Đỏ thành Manchester đã giúp cho Owen có được điều mình cần là chức vô địch Premier League mùa 2010-2011. Sau khi chia tay Man United, anh đã có một mùa bóng chơi cho Stoke City và giã từ sự nghiệp cầu thủ sau đó. Antonio Valencia. Sau khi Michael Owen ra đi, chiếc áo số 7 được bỏ trống. Người hâm mộ Man United tin rằng chiếc áo số 7 sẽ được thừa kế bởi Louis Nani. Nhưng Sir Alex đã quyết định gửi niềm tin này dành cho Antonio Valencia, một cầu thủ có lối chơi cần cù chịu khó thích truyền hơn là sút, một cá tính khác hoàn toàn với những người tiềm nhiệm trước đây. Trong mắt các Manusian, người khoác lên mình chiếc áo số 7 phải là người có lối đá rất cá tính, người sẵn sàng tạo lên sự khác biệt. Nhưng với tính cách của Valencia thì anh chưa đủ phẩm chất để khoác chiếc áo này. Sự thật có thể thấy rằng chiếc áo số 7 là quá rộng so với Valencia. Chỉ sau một mùa bóng khoác áo số 7, anh thi đấu dưới sức so với những mùa giải trước. Mùa giải sau anh phải xin huấn luyện viên để mặc lại chiếc áo số 25. Chiếc áo số 7 mang lại áp lực khủng khiếp đối với những người khoác lên nó. Valencia khoác áo Man United tròn 10 năm kể từ ngày anh chuyển từ Wigan Athletic để đầu quân cho Man United. Anh nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của các cổ động viên Quỷ Đỏ. Sau khi thay Man United, anh đã trở lại quê nhà để chơi bóng. Vào năm 2021, anh chính thức nói lời chia tay với bóng đá. Enzo Di Maria cập bến Man United vào năm 2014. Anh được huấn luyện viên Van Gaal tin tưởng trao chiếc áo số 7. Chiếc áo này được bỏ trống một năm trước từ Valencia. Quãng thời gian đầu thi đấu cho Man United, anh thể hiện tương đối ấn tượng trong vòng đấu đầu tiên. Người hâm mộ Man United cũng đã nghĩ rằng nó đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng càng về cuối mùa giải, anh lại khiến các cổ động viên Man United cảm thấy thất vọng với lối chơi nặng nhịp. Mùa bóng đó Man United về đích ở vị trí thứ tư, thế nhưng Enzo Di Maria lại bị người hâm mộ chỉ trích nhiều nhất. Nhiều người đánh giá Enzo Di Maria không phù hợp với Man United và môi trường bóng đá Anh. Để rồi vào mùa hè 2015, anh chuyển chơi cho PSG và sau này gặt hái có thể coi là thành công với đội bóng nước Pháp. Anh cùng với PSG vào tới trận chung kết Champions League mùa giải năm 2019 đến năm 2020. Anh cũng là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Copa America năm 2021, giúp Messi giải cơn khát danh hiệu suốt nhiều năm ở đội tuyển quốc gia Argentina. Memphis Depay, anh được đưa về sân Old Trafford dưới triều đại huấn luyện viên đồng hương Van Gaal. Anh cũng được chỉ định là người thừa kế chiếc áo số 7 từ Enzo Di Maria. Lúc đó anh là một trong những tài năng trẻ của bóng đá châu Âu được người hâm mộ Quỷ Đỏ đặt rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng Memphis Depay không phải là Ronaldo, người đặt quá nhiều kỳ vọng. Vô hình đã biến đôi chân của cầu thủ người Hà Lan chịu khá nhiều áp lực. Điều này khiến Memphis Depay phát triển không như kỳ vọng. Trong 2 năm chơi tại Man United, anh chỉ có vỏn vẹn 33 lần ra sân ghi được 2 bàn thắng. Sau đó anh chuyển đến Lyon,
một môi trường đủ sức với sự phát triển cùng với không phải chịu quá nhiều áp lực. Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong chiến tích đi tới trận bán kết Champions League ở mùa giải 2019-2020. Sau đó anh cập bến Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2021. Và bây giờ anh đang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid. Alexis Sanchez, anh chuyển đến Man United vào tháng Giêng năm 2018. Với bản hợp đồng có thể coi là trao đổi giữa Alexis Sanchez và Henrik Mkhitaryan của hai câu lạc bộ. Cổ động viên Man United rất kỳ vọng vào anh Alexis Sanchez có thể thể hiện lối chơi như cai thời còn chơi cho Arsenal. Như đến với Man United anh lại thể hiện một bộ mặt thất vọng, anh chơi lạc nhịp thiếu sự liên kết với những đồng đội xung quanh. Nhìn cái cách anh thi đấu người ta cứ ngỡ đây là một tân binh khi lần đầu chơi tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Alexis Sanchez đánh mất chính mình tại Man United, anh là số 7 thất vọng nhất sau thời Ronaldo. Một năm rưỡi đối với anh tại Man United là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp bóng đá của anh. Anh có được 33 trận thi đấu cho Man United, ghi được 3 bàn, đặc biệt là mức đãi ngộ cao ngất ngưởng. Đến mùa giải 2019-2020 anh được Man United cho Inter Milan mượn sau đó. Ở đây tiền đạo người Chile đã tìm được phong độ vốn có của mình. Đến hè 2020 anh đã được Inter mua đứt. Tuổi. Khác với sự kỳ vọng của những người như Alexis Sanchez, Memphis Depay, Angel Di Maria hay Antonio Valencia, anh đã thuyết phục tất cả với một phong độ tuyệt vời. Anh nhanh chóng thể hiện mình là sát thủ vòng cấm của Quỷ Đỏ. Anh ra sân 38 trận đấu ghi được 18 bàn thắng, ở mùa giải đầu tiên anh chơi là quá lỗi thuyết phục. Anh đã được Man United gia hạn thêm một năm, và cũng chính một năm ngắn ngủi Cavani đã chiếm trọn tình yêu của cổ động viên Quỷ Đỏ. Và sau đó anh đã có một hành động đẹp khi nhường lại chiếc áo số 7 cho chính chủ nhân của nó là Cristiano Ronaldo. Người ta thấy được sự cảm tính đến từ Cavani. Sau đó mùa giải tiếp theo anh chơi, những chấn thương mà anh gặp phải đã khiến Cavani bỏ nỡ phần lớn mùa giải 2021-2022. Man United vì thế cũng rơi vào tình trạng trải qua mùa giải tệ nhất của câu lạc bộ. Một mình Ronaldo là không thể gánh nổi hàng công của Man United. Vào mùa hè năm 2022 anh nói lời chia tay với Man United, anh ra đi với dạng chuyển nhượng tự do. Vừa rồi chúng ta cùng điểm lại những cầu thủ mặc chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại. Còn bạn chú ý với những cầu thủ nào mà tôi vừa nói ở trên, hay để lại bình luận ở dưới video này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.